Ờ, đi bắt ếch đó. Có không, bây giờ có không? Ếch đem vô hả? Đây ếch mà nó đóng cái bò á. Vậy đó hả? Ừ, bự nha. Giờ đi về đó hả? Cá lên. Có tiếng ếch kêu à. Chạy xe lại đi, lỗi dài dài đi thằng này đấy. Ngáy hả? Bự không? Máy túc cái gì luôn. Máy túc cái gì, ai đèn hay cái gọi gì. Con tiêu, con cây. Dạ, dưới hả? Ừ. Được chưa, đi có được con nào không? Chưa. Không biết. Thì con ếch cũng đồng dữ ha. Nhảy đó anh làm linh tinh đó, sau lưng này nó chờ bả cỡ nó được rồi. Bây giờ đúng có cái này là bự rồi, nhìn thấy hả? Cái mẫu này tại hổm giờ nước nó vô nó có chân nước này, nó có nước này. Đó, con này. Nó cũng có trứng. Này bắt con câu được. Trời, nhỏ hơn con nãy. Bằng chỗ này không nè. Vậy nè. Hả? Ngáy. Ngáy rồi. Ừ. Đi ra nhìn một chút. Rồi, tiêu rồi. Ngon quá. Rồi, không tiêu rồi. Lặn chỗ ngoài nó lội xuống dưới đó. Quá, mặt ếch mà vui quá trời vui à. Đèn sáng đồng hết trơn luôn. Ủa hên đâu đừng ếch hay trời. Thôi thôi. Quá là hay. Ủa quá bự. Quá đã bù tọt cũng nhóc chưa luôn. Đi ai cho con mà bị người ta lấy bình lấy lo luôn. Ở sao nó nói ở sao mấy cái nhà máy được chăng á. Còn không? Còn không? Để cặp nhà miếng này trống trống mà có nước á.
Gố gì? Hai một con. Đâu? Nhiều. Lấy nó, lấy nó. Ừ, chốt xong. Nó kêu đó. Đó, lại cũng muốn thấy nó con này chuyện đơn giản. Mà mới nghe táp cái bọc đây đó. Nó nghe cái đục bọc. Rồng lội này về gọi gọi rồi có lóc á. Rồng mà. Ừ, há là trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cái chốt kìa. Ồ, cái chốt bự được đây đó. Định đâm ông nội. Chú đặt cái chốt bẫy. Chốt cái bẫy. Trời ơi, trời ơi. Đây này mà. Nó đặt máy không ơi. Nó cũng đặt máy không? Điện đặt ra mấy cái giường nè. Nè, ta vô. Nhiều. Cái vô dễ bắt á. Vô dễ bắt nhất. Cái ngồi nó là cái ngồi nó. Đi cái chốt ngồi thôi. Cậu gỗ trong cái chỗ cái gì mà nó. Ủa kẹo nước luôn á. Chốt không. Chỗ này có đường mương. Người ta có bự nha. Nồi nước này lội dữ lắm à. Ừ. Quá. Rồi. Sắp kìa hả có rồi. Hả? Quá trời ơi, trời cái chốt kìa. Ồ, má đi bày bày luôn mày ơi. Cái chốt này con nó dớn vô một cái đó nha. Cái chốt gì mới đi bày bày kìa. Nó chốt kìa trời ơi kìa. Nó lên nè, mùa mưa. Quá trời ơi, ủa cái chốt bự vậy? Bắt nãy đâm cái rồi. Cua. Mà luộc ăn phải không? Ừ. Đây bắt ếch này đi bắt cua. Cua cua. À, đây. Nằm kỳ lắm à. Nó nằm một kẹp. Trời ơi cái chốt. Bắt luôn đi. Má ơi. Hai con rồi. Thôi con nó xíu bắt đi. Ngái không? Ngái. Ngái bự vậy. Ê, bậy à, đúng năm kỳ lắm á. Mày đủ nồi được. Trời ơi, trời trời trời, lặn nó cho. Rồi, đâu rồi? Đó đó đó, đó đó. Ừ, đó đó. Giờ mà cá mấy con cá luôn không bắt nè. Cái chốt bự rồi, trứng không luôn. Đó, trứng luôn. Ôi rồi. Trứng rồi cá sống nhăn. Trứng không. Trời ơi, chốt trứng. Trứng không hả? Nhiều cái trứng lên. Ừ.
Cá này bự quá. Gô mề. Bắt đêm hôm cũng có tiếng mấy đồng hồ cũng được ít à. Kệ cũng đủ ăn mũi. Đây, chút xíu nữa mặn mấy con nhái. Mấy con cũng trọng trọng rồi. Chuẩn bị bằng nhái nha. Rồi, bắt đầu bằng nhái thôi. Mấy con à, mà cũng có nhà của mấy người cũng đủ ăn thôi. Ghê quá. Rồi, nhanh đó. Bắt mấy rồi, cũng đỡ. Mưa thì ngon hết nè, mưa nhiều lên nước chứ mất đã luôn. Đây, cá này mặn xong rồi nè. Hết. Ní nháy chứ. Đây, con bự đó. Lọc da đó. Lọc da đó. Quá trứng luôn ha. Bụng luôn rồi. Con này cũng bự lắm chứ, lột ra thấy bự thịt không ha. Bỏ bụng hết chưa phải không? Bỏ. Chừng nào cái đĩa nha. Đỏ đỏ. Có cái bàn. Thì mới ăn. Lột ra. Bỏ bụng, bỏ ruột, bỏ gì hết.
Vỡ cao, ừ. Vỡ cao lên. Búp xuống. Ừ. Còn 4 con. Còn hết mẹ đi. Nó nhảy thì hồi nó cũng chết. Lần đầu tiên đập nhái. Bắt không được đâu, không ngồi đâu, chỉ quay. Không nhảy. Rồi chết đi. Mấy con tí tẹo nè. Mặn ăn hết đi. Đây, mặn xong rồi đó, cũng được nhiều, cũng đủ mũi nha các bạn ơi. Cũng bự bự mới đó. Giờ làm xong mình đi kho sả nghệ. Đi xào sả nghệ. Xào sả nghệ là khỏi chê luôn. Sả là mới vừa bằm xong. Xíu mình xào thôi. Xào sả, ớt ngày trước ha. Rồi sau đó mới bỏ vô. Mình xào trước cho nó đều. Rồi để ngọt đường muối vô chút. Ướp cá cho nó thấm. Cá nhái cho nó thấm. Ồ, có mùi nồng rồi đó. Ừ, nồng quá. Đổ vô rồi đó. Bò hấp dẫn quá. Ồ, cũng nhiều không? Mần ra cũng còn hơn nửa ký đó. Nghĩ hỏi cái gì? Không có gì. Đó. Rồi. Đó. Trộn như cho thấm thôi, chừng nào mình càng ăn cái mình bắt lửa lên, bắt lửa lên, làm lại. Ừ, làm lại cho nó đổ nước vô, cho nó mềm thấm. Đó, giờ đổ nước vô ha. Giờ nấu sôi là chín thôi. Nêm nếu mình thử chưa đủ ngon thì nêm thêm tiếp. Quá hấp dẫn quá các bạn ơi, có hai bạn cua rồi, quá đã luôn rồi. Cua ngon quá. Ủa, ngon quá hấp dẫn luôn. Cua ngon không? Ngon. Ý, cua kìa, cua đồng. Cua đồng. Rồi anh Hiếu thưởng thức coi, thấy ngon không Hiếu? Dạ rất ngon. Nó ngon nha mọi người, còn ăn cũ. Rồi. Anh Henry ăn cua đồng. Ngon lắm bạn. Quá ngon. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video lần sau. Bye bye.